Hello các bác nhé, chào mừng các bác trở lại kênh Trả Lời Cho Anh Đức. Hôm nay mình cho các bác ngắm xe của anh Phương nhé. Rất đẹp luôn, đây xe của anh Phương thì đang bị hỏng cái ti ghế các bác này. Đó, đang bị hỏng cái ti ghế, đấy anh Phương độ con này là ghế hơi các bác nhá. Con này anh Phương độ ghế hơi. Đấy, xe anh cũng lên bình hơi rồi, thì đang kế cái này độ bình hơi. Có rồi, ngoài nhà có rồi, đây con này này, đây này chung này. Đây đấy, con này anh Phương đang độ ghế hơi các bác nhá, ngồi êm rất êm luôn. Đúng rồi, nó đúng rồi, nó giữ yên nó xuống từ từ ra, nó xuống kịch nó lên luôn. Đó, xe của anh Phương rất đẹp luôn các bác nhá. Đây cho anh em ngắm toàn cảnh của ngày xe của anh Phương này. Đó, nhiều bác hỏi mình là cái đồ ốp mạ chrome hai bên gò má là ốp ở dưới cái ba đợt sốc này ấy, nó như thế nào ấy, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn là cái này nó dán bằng giấy chrome các bác nhé. Anh em dán giấy chrome này, đúng rồi, một cái thôi, lấy một cái thôi. Anh em dán giấy chrome này, anh em dán giấy chrome các bác nhá. Đấy, anh Phương dán giấy chrome. Thì mình sẽ cho anh em ngắm qua chiếc xe của anh Phương nhá. Đấy, thì mình sẽ cho anh em ngắm qua chiếc xe của anh Phương.